Việt cái khu này là mấy cái nhà kiểu là các nhà mua bán đâu cả nhà thuê này để cho lúc về cái cà đã cho mấy tây trong sở coi lé mắt. Xe Tesla là tự lai tự hành bó tay luôn. Rồi. Hoa nhập ma luôn. Nó xe đứng im nó khỏi nó không chạy được. Ở bên Canada người ta chạy Tesla nhiều không anh? Cái gì có chứ chẳng phải là nhiều, nó có. Thì bắt đầu kiểu như là nó cũng chiều về mình mà không có công an đứng đó là đúng rồi, không có công an.